Chào mừng đến với video hôm nay, nơi chúng ta sẽ thảo luận về cách chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng, những nguyên tắc cơ bản, lưu ý quan trọng và các phương pháp chăm sóc hiệu quả để giúp bé sinh thiếu tháng phát triển mạnh mẽ và khỏe mạnh. Trẻ sinh non tháng không chỉ yếu đuối về cơ thể mà còn đối mặt với nguy cơ cao về sức khỏe và phát triển. Sự chăm sóc đúng đắn từ giai đoạn đầu là chìa khóa quan trọng để giúp bé vượt qua những khó khăn này. Hãy cùng nhau khám phá cách tạo ra một môi trường chăm sóc tích cực và ý nghĩa cho những bé nhỏ này. Trẻ sinh non tháng có thể trạng rất non yếu, khả năng chịu đựng rất kém các sang chấn và tình trạng thiếu oxy. Trẻ cũng dễ bị tử vong hơn những trẻ đủ tháng. Những trẻ sống được sẽ có nguy cơ mắc bệnh nhiều hơn và gặp nhiều khó khăn hơn trong quá trình phát triển. Do đó, trẻ cần có những nhu cầu chăm sóc đặc biệt. Trẻ non tháng nên được sinh ở các bệnh viện có khả năng chăm sóc tích cực cho trẻ ngay sau sinh hơn là phải chuyển trẻ đi ngay sau sinh. Kết quả tốt phụ thuộc vào sự chăm sóc sản khoa và sơ sinh trong lúc chuyển dạ, sổ thai và những ngày đầu của cuộc sống. Nếu được chăm sóc tốt và đúng cách, trẻ có thể sống và khỏe mạnh như trẻ bình thường. Phần 1. Nguyên tắc chăm sóc và nhu cầu dinh dưỡng của trẻ sơ sinh non tháng. Những lưu ý đầu tiên khi chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng. Để giảm bớt tật nguyền sau này cho trẻ non tháng cần phải cho liên hệ mẹ con càng sớm càng tốt. Nuôi ăn bằng sữa mẹ. Trường hợp trẻ chưa bú được thì cho ăn bằng ống thông nhỏ giọt. Tập cho trẻ bú và biết cách chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ non tháng. Tái khám định kỳ, chích ngừa, kiểm tra thể lực và tâm sinh lý cho trẻ. Phát hiện và điều trị sớm các bất thường về thị giác, thính giác và vận động của trẻ. Người chăm sóc trẻ non tháng cần đảm bảo những nguyên tắc sau. Không đeo nhẫn, vòng vàng, đồ trang sức khi chăm sóc trẻ. Phải ăn mặc sạch, gọn gàng, thay dép khi vào phòng chăm sóc trẻ. Cắt ngắn móng tay, rửa tay sạch tới cửa bằng dung dịch sát trùng. Nôi và các dụng cụ khác dùng cho trẻ, tã áo đều phải sạch sẽ. Nếu đang bị cảm cúm, nhiễm trùng không nên chăm sóc trẻ. Cách chăm sóc trẻ sơ sinh non tháng. Điều quan trọng đầu tiên là bạn cần giữ ấm cho trẻ. Nếu sờ bàn tay, bàn chân trẻ thấy lạnh, bạn nên mang bao tay, mang vớ cho trẻ. Khi trẻ ngủ nên đắp chăn. Nhiệt độ trong phòng cần giữ ở mức 280-300°C. Bé rất cần vòng tay yêu thương của cha mẹ, ảnh, cobies. Trẻ cần được cho ăn sớm trong những giờ đầu sau khi sinh. Tuy nhiên, tùy theo tình trạng của từng trẻ, tùy theo cân nặng và tuổi thai mà cho ăn thích hợp. Trẻ sơ sinh non tháng trên 34 tuần, cân nặng 2.300g, đã có phản xạ bú nên tập cho trẻ bú sữa mẹ càng sớm càng tốt và cho nằm với mẹ. Trẻ non tháng dưới 32 tuần, không có khả năng bú, phải nặn sữa mẹ cho ăn bằng ống thông dạ dày 80 lần trong ngày, ống thông tá tràng và có thể vắt sữa mẹ từng giọt vào miệng trẻ. Cần theo dõi lượng sữa trẻ ăn. Trẻ quá non, cân nặng dưới 1.500g được bác sĩ cho truyền dung dịch glucose có thêm chất điện giải. Phương thức này sẽ giảm dần và thay thế bằng đường tiêu hóa. Hầu hết trẻ sinh non được cho ăn mỗi 2 giờ 30 phút đến 4 giờ. Bạn cần tìm hiểu các dấu hiệu chứng tỏ trẻ đói. Trẻ sinh non thường không khóc, khi đói trẻ thường cử động nhiều, không nằm yên. Sau 4 đến 5 giờ bú nếu trẻ vẫn còn ngủ, nên đánh thức trẻ dậy để cho trẻ bú. Khi xuất viện, mỗi trẻ non tháng có thể bú từ 40 đến 60ml sữa mỗi 3 đến 4 giờ. Nếu trẻ còn đói, có thể tăng lượng sữa thêm. Trẻ bú mẹ thường bú lâu hơn và mau đói hơn bú bình. Cách tốt nhất để biết trẻ bú đủ hay không là quan sát xem trẻ tiểu bao nhiêu lần một ngày. Mỗi ngày trẻ tiểu 6 đến 8 lần là đủ. Nhu cầu của trẻ sơ sinh non tháng. Năng lượng 50-100 kcal trên kg trên ngày trong 3 ngày đầu. 110-140 kcal trên kg trên ngày cho các ngày tiếp theo nếu trẻ dưới 2.000g. 130-140 kcal trên kg trên ngày nếu trẻ cân nặng trên 2.000g. Nước 60-100ml trên kg trên ngày trong tuần đầu. Tránh lượng thức ăn và nước quá tải vì có thể gây nôn ói và sặc. Những tuần sau tăng 180-200ml trên kg trên ngày, không quá 200ml. Brad ít 2.5-3g/kg ngày. Khi tăng cân nhanh, nhu cầu có thể tăng đến 4-5g/kg ngày. Lipid 2-3g/kg ngày. Glucid 12-15mg trên kg trên ngày. Vitamin D 800-1000 đơn vị trên ngày. Vitamin C 50mg trên ngày. Vitamin E 50mg trên ngày. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để tham gia cùng chúng tôi trong hành trình chăm sóc trẻ sơ sinh thiếu tháng. Hy vọng rằng những thông tin và lời khuyên chúng tôi chia sẻ sẽ là nguồn động viên và giúp ích cho bạn.